Các bạn có vẻ như đang sôi sục về thương mại điện tử, rất háo hức về nó quá hồng. Rất nhiều người thắc mắc là tại sao hồi sinh viên mày đã kiếm được 100 triệu rồi. Thương mại điện tử có vẻ nhìn đâu thấy lãi, đâu thấy tiền, đâu thấy thành công. Quan trọng là anh đủ hiểu về thị trường. Đấy là lúc mà bạn kiếm tiền. Việc học đại học nó cần thiết hay không? Những cái người bỏ học là tôi không thích, tôi bỏ. Tôi không thích làm, tôi không làm. Không làm được sao? Bạn phải lì để trôi qua được những cái khúc sóng gió đó. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay, mình sẽ quay trở lại với một bài viết nhưng thực ra được tổng hợp từ hai bài viết. Bài viết đầu tiên có tên là cái tát Oscar của Will Smith. Và bài viết thứ hai là lời xin lỗi của Will Smith và phương Tây cần học gì từ người châu Á. Link hai bài viết và thông tin của tác giả bọn mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với bài viết tổng hợp từ hai bài viết này nhé. Cái tát Oscar của Will Smith. Giải thưởng Oscar lần thứ 94 năm 2022 diễn ra vào tối Chủ nhật ngày 27 tháng 3 theo giờ Mỹ tại nhà hát Dolby, thành phố cảng Los Angeles. Giống như mọi kỳ trao giải, Oscar luôn thiết lập kịch bản từ nội dung đến hình thức làm sao để nhịp độ và điều chỉnh tình tiết. Nói chung là mọi thứ phải diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, là một giải thưởng thường niên sử dụng công nghệ phát sóng trực tiếp, không ít những sự cố đã xảy đến và năm nay cũng vậy. Bất ngờ bởi một câu đùa tưởng chừng vô hại của người dẫn chương trình Oscar, lần này là rapper Chris Rock, đối với vợ của nam tài tử Will Smith. Phản ứng sau đó của Will là không bình thường, ngay lập tức bước lên sân khấu và giáng một cú tát rất mạnh vào má trái của Chris. Có thể thấy, đây là một trong những sự cố hy hữu gây nhiều tranh cãi trong kỳ Oscar lần này. Vậy, vấn đề ở đây là gì? Hành động của Will Smith hay lời nói của Chris Rock đáng bị lên án? Chris Rock có nói đùa rằng, Jada, ở đây là vợ của Will Smith. Tôi yêu cô và rất mong chờ cô tham gia vào vai chính trong G.I. Jane, nữ chiến binh quả cảm phần 2. Lời nói của Chris đang ám chỉ mái tóc của Jada giống nhân vật chính trong phim G.I. Jane. Ngay sau câu nói đó, hai vợ chồng nhà Smith dưới sân khấu thể hiện thái độ bên ngoài tuy khác nhau, nhưng bên trong họ đều đã hình thành chung một sự tức giận trầm trọng đối với cả Chris Rock. Chính bởi vậy, nam diễn viên Will Smith đã đi thẳng lên sân khấu và tát mạnh đến nỗi các khán giả phía dưới phải sừng sốt. Will Smith về chỗ và nói to lên rằng, bỏ tên vợ tôi ra khỏi miệng của anh. Keep my wife name out of your fucking mouth. Năm nay không phải lần đầu mà rapper Chris Rock châm chọc kiểu này đối với vợ của Will Smith. Chris Rock đã từng đưa tên vợ của Will Smith vào trò đùa cợt khi rapper này làm MC Oscar. Khi đó, Chris Rock nói, Jada Pinkett Smith tẩy chay giải Oscar giống như tôi tẩy chay quần lót của Rihanna, tôi đã không được mời. Nhìn chung điều chính yếu làm nên sự cố không mong muốn này xảy đến là bởi vì nguyên nhân về ngoại hình. Trong quy tắc ứng xử một cách thông minh, điều tối kỵ mà chúng ta nên tránh là đem ngoại hình hay sở thích của người khác ra làm trò cười, bất kể ý định của bạn chỉ muốn vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ của bạn chưa chắc là niềm vui của đối tác. Mỗi người sẽ có cách tận hưởng niềm vui khác nhau và sự vui vẻ đó nên được ưng thuận của nhau trong một hoàn cảnh phù hợp thì đó mới là điều thỏa đáng nhất. Một điều nữa, dĩ nhiên mái tóc của Jada có rất nhiều ý nghĩa đằng sau hơn là một kiểu tóc chỉ vì sở thích. Và điều này không phù hợp để Chris cất nhà. Vào khoảng năm 2018, Jada tiết lộ bằng một đoạn video ngắn mô tả triệu chứng rụng tóc nặng khiến cho cô phải đội khăn suốt trong thời gian ra ngoài. Chính vì vậy, cô đã quyết định cắt chọc mái tóc của mình, xem như là giải pháp tốt nhất. Jada chia sẻ, thật đáng sợ khi hiện tượng rụng tóc mới bắt đầu, mỗi khi tôi gội đầu, hàng nắm tóc vương vãi trên sàn. Đó là một trong những trải nghiệm trong đời khiến tôi thực sự chấn động vì sợ hãi. Ai đúng? Ai sai? Phản ứng sau sự cố này phân tách thành hai luồng trái chiều quyết liệt. Bên thì ủng hộ xử sự chính đáng của Will Smith, phía ngược lại là căm phẫn trước hành động hoang dã của Will. Nhưng có điều chung là các quan điểm không bàn luận gì tới lời nói của Chris. Rõ ràng, mọi chuyện sau đó chỉ xoay quanh hành động của Will Smith là đúng hay sai. Điều này càng cho thấy hành động của chúng ta bộc phát ra bên ngoài là điều cần phải suy tính trước khi bị người khác phán xét. Sau cái tát, phần lớn các nghệ sĩ đều chỉ trích hành động của tài tử Will Smith. Viện Hàn Lâm Khoa học và Điện ảnh tuyên bố mạnh mẽ rằng Viện Hàn Lâm sẽ không dung thứ cho hành động bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Nữ diễn viên Kathy Griffin cho biết đó là một hành động rất tệ khi bước lên sân khấu và hành hung một diễn viên hài. Đồng quan điểm, Rob Reiner tức giận đăng tải Will Smith nợ Chris một lời xin lỗi to lớn. Hành động của Will thật là ngu xuẩn. Ở chiều ngược lại, quan điểm ủng hộ hành động này của Will Smith ít nhiều dè dặt. Hạ sĩ Anaya Presley đã thể hiện quan điểm. Cảm ơn bạn, Will Smith.
hãy hét lên với tất cả những người chồng bảo vệ vợ họ đang sống với chứng rụng tóc khi đối mặt với sự thiếu hiểu biết và lăng mạ ngay. Phần lớn quan điểm ủng hộ đến từ những người thân thiết của Will Smith và fan của anh. Jaden Smith đăng tải dòng trạng thái trên Twitter rằng: "Và đó là cách chúng tôi làm điều đó." Về phía Will Smith, nam diễn viên cho rằng hành động của mình là đúng vì đã bảo vệ người vợ yêu quý của anh. Will Smith cũng đã đưa ra lời xin lỗi ngay trước bụng nhận giải thưởng của nam chính xuất sắc nhất trong bộ phim King Richard. Với phát biểu: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới học viện. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người được đề cử đồng nghiệp của tôi. Đây là một khoảnh khắc đẹp và tôi không khóc vì đã giành được giải thưởng." Rõ ràng, lời xin lỗi của Will Smith không đề cập gì đến Chris Rock như là cách thể hiện bảo vệ lập trường của mình. Phần nào đó, nam diễn viên cũng không muốn làm to sự việc, thay vì giải quyết riêng tư với cả Chris Rock. Về phía Chris Rock, MC Oscar năm nay đã từ chối cáo buộc hành vi của Will Smith đối với mình. Nhìn chung, hành động được quay lại trực tiếp trên sóng truyền hình. Sở cảnh sát LA hoàn toàn có đủ căn cứ để bắt giam Will Smith nếu như nhận được xác nhận truy tố của Rock. Tự chung lại, chúng ta đã được chứng kiến khoảnh khắc rất tiêu cực với giải thưởng cao quý của Oscar nói chung và quan hệ giữa Will và Chris nói riêng. Qua sự kiện này, mỗi người chúng ta đều có quan điểm riêng đối với hành động của Will. Người thì kịch liệt phê phán, người thì kiên quyết ủng hộ, người thì phản đối phơi bày thái độ căm phẫn trước hành vi nguyên thủy trước một bối cảnh văn minh. Còn người ủng hộ thể hiện niềm tin công bằng của riêng họ qua lời nói của Chris trao đổi với hành động của Will. Quan trọng hơn là sự việc này đang đặt chúng ta vào một hoạt cảnh mà buộc chúng ta phải nhận thức lằn ranh đạo đức giữa đúng và sai, giữa cá nhân và tập thể. Một cái tát của Will Smith có thể cổ vũ cho hàng nghìn cái tát khác. Ranh giới nhận thức của con người đều là một quá trình chuyển đổi từ sai thành đúng, nhưng cũng đi ngược lại từ đúng thành sai. Bởi vậy, hãy nhận thức bên ngoài nhiều hơn và tự nhận thức bên trong sâu sắc hơn. Để bản thân đứng trước một tình huống tương tự thì chúng ta sẽ có lựa chọn đúng đắn nhất cho xã hội, chứ không phải là vì lợi ích cá nhân. Bên lề, với bản tính tò mò, chúng ta đang trở thành một nguồn lợi nhuận khổng lồ bởi hiệu ứng truyền thông mà cái tát Oscar này mang lại. Lời xin lỗi từ Will Smith và những gì văn hóa phương Tây cần học từ người châu Á. Từ vụ việc của Will Smith, mình nhận ra rằng những thiếu sót về mặt tinh tế của văn hóa phương Tây cần phải học hỏi từ người châu Á. Hãy cùng xem lại hành động của Will Smith trong đêm trao giải Oscar. Các bạn nghĩ thế nào về hành động của anh ấy? Anh ấy có hành xử sai hay không? Và ý nghĩa gì từ bài post xin lỗi của anh ấy? Đầu tiên là ảnh hưởng đến hình tượng. Rất nhiều người bảo làm nghệ sĩ thì chỉ cần cống hiến giá trị nghệ thuật cho nước nhà, cho thế giới là đủ. Còn cuộc sống riêng của họ là cá nhân, không một ai nên xen vào. Nhưng thật ra có đúng hay không khi hình tượng của một diễn viên, ca sĩ sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới bộ phận giới trẻ. Và như thế nào nếu một nghệ sĩ kiếm ra bạc tỷ nhưng những gì anh ấy hoặc là cô ấy làm hoàn toàn đi trái với đạo đức và có thể khiến cho những người trẻ hiểu sai và học theo? Cuộc sống riêng tư của họ, tôi đồng ý là thuộc quyền của họ, nhưng khi họ đã lựa chọn nghề nghiệp là một nghệ sĩ, tức là một người sẽ xuất hiện trước công chúng và là hình ảnh để đủ mọi loại tuổi đề cao và ngưỡng mộ, thì việc để một người có đời sống bê bối, vi phạm đạo đức vẫn hoạt động nghệ thuật theo tôi là hình thức bất chấp để kiếm tiền thì đúng hơn là tôn trọng đời sống cá nhân của mọi người. Hãy nhớ, tính chất nghề nghiệp đòi hỏi một đời tư sạch không phải chỉ riêng nghệ sĩ. Cảnh sát, quân nhân vân vân và mây mây đều là những công việc đòi hỏi phải có một lý lịch sạch sẽ, và nghệ sĩ thì cũng thế thôi. Trong trường hợp này, việc xin lỗi là cách thức tốt nhất để Will Smith có thể giữ hình tượng của mình, cũng như là để cho người theo dõi của anh ấy không học thói bạo lực để bảo vệ. Vì chúng ta không thể biết được người học theo có đang hiểu sai ý và lạm dụng bạo lực hay không. Bạo lực trên sóng truyền hình là sai và hành động của Will Smith là sai. Nhưng hành động sai của Will Smith có đáng để được tha thứ và không cần tước giải Oscar của anh ấy không? Theo quan điểm của tôi là hoàn toàn đáng. Bởi vì hành động bạo lực dù sai, nhưng việc hành xử bộc lộ cảm xúc đó của anh ấy mới hoàn toàn đúng, mới thật sự người. Trước một câu đùa khiếm nhã như thế và sự xúc phạm nặng nề với một người vợ có thể là luôn tự ti về căn bệnh của mình, thì hành động của anh ấy đáng được cảm thông. Và trong câu chuyện này, việc đáng để lên án hơn chính là những câu đùa quá đà. Cái mình thích nhất ở văn hóa châu Á chính là không đùa cỡn quá đà trên những bệnh tật hay đặc điểm của người khác một cách công khai. Chúng ta đòi hỏi một sự lịch thiệp và tế nhị trên sóng truyền hình, cũng như rất cần phải phép tắc trong xã giao. Thứ mà tôi thấy cười độc thoại, một số MC hơi đùa cợt quá đà trên sóng truyền hình ở Mỹ. Họ đùa cợt trên những căn bệnh của đồng nghiệp, thậm chí là những khuyết điểm trên cơ thể của họ. Đem nỗi đau của người khác ra để tạo tiếng cười là một điều tàn nhẫn và không thể chấp nhận được. Nhưng dường như việc này đã trở thành văn hóa của họ một cách tự nhiên.
Nếu như bạn thường xem hài độc thoại của Mỹ thì bạn sẽ thấy rất nhiều danh hài đem những căn bệnh của người khác ra làm cợt nhả, thậm chí là văng tục trên cả sóng truyền hình. Với họ là một hình thức bình thường, nhưng đôi khi sự quá đà sẽ khiến cho những người nghe khó chịu và dẫn đến trường hợp như là Will Smith. Một hành động lỗ mãng sẽ dẫn đến một hành động lỗ mãng khác. Và một điều nữa tôi nhận ra khi mà tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa phương Tây là họ hay viện cớ cho những câu đùa khiếm nhã của mình bằng cách nói "It was just a joke, take it easy." Nhưng mà có easy hay không khi mà bạn xúc phạm cảm xúc của người khác cũng như là nỗi tự ti của họ? Và đó cũng chỉ là câu chuyện của trước đây. Còn hiện nay, những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của châu Á dường như là cũng đã dần biến mất. Điển hình là rất nhiều show truyền hình ở Việt Nam ngày nay đang càng bất chấp lôi mối quan hệ cá nhân ra để đùa cợt. Hình ảnh xấu xí đến mức họ có thể thấy những nghệ sĩ không hề vui khi bị đùa cợt ngoại hình, cũng như là những chuyện tình cảm của họ trên sóng truyền hình. Vậy mà MC vẫn cứ coi đó là một trò đùa, và khán giả thì vẫn thích thú mà cười cợt. Tại sao tất cả những cái hay cái tốt của nước ngoài thì không học, mà cái xấu, cái đáng để chê trách thì lại lúc nào cũng nhiều? Liệu đồng tiền mà các nghệ sĩ lẫn những người dân bất chấp kiếm được đó có đi đôi với đạo đức hay là không? Vậy nên không phải cái gì xính ngoại cũng là tốt. Có những nét đẹp châu Á mà chúng ta vẫn nên giữ gìn và phát triển để những gì xấu xí của xã hội được giảm thiểu và thế hệ trẻ không bị học đòi một cách méo mó. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room. Còn mình là Pink Dot. See ya!